Chứ thật ra ngày xưa em sống với bà mẹ, chứ còn bà ngoại nghĩ là mình khuyết tật, mình không có đi đâu đâu nên là không có giấy tờ. Tới tới lúc mà bước chân lên thành phố rồi lúc đó mới đi làm giấy tờ. Giấy tạm vắng một chút gì cũng có, giống như là mình đang sống qua vòng pháp luật vậy. Giống như là gia đình em chỉ có biết là có hai người con thôi, không biết em là người thứ ba. Hàng xóm ở gần đó chừng nào quen lắm người ta mới biết thôi. Tại suốt ngày đâu có ra ngoài đâu nên ta đâu có. Em vịn cái chân cái tay rồi vịn chân rồi vịn dép rồi em đi. Hồi đó cái anh ở xóm đó, là nói em là bò lết ở dưới đất đó, dơ không có làm được. Do đó là chặt ra đi câu sấu. Ở dưới quê em có câu là cái gì bỏ đi đó, thì chặt ra để câu cá sấu. Có nghĩa là bỏ là không còn sử dụng được nữa nên là chặt câu sấu. Bởi anh mới nói là què lết như thế rồi cũng không có làm được gì đâu, chặt ra câu sấu còn sướng hơn, có con cá sấu còn sướng hơn là có em, cá sấu bán còn có tiền nữa. Fighter. Neither the polio that struck her at the age of three, nor the obstacles of growing up with a disability in Vietnam could keep her down. Unlike most people with disabilities, Ian finished high school in Vietnam and won a scholarship to earn her master's degree abroad. When she returned home to Vietnam, she set out on her own path. Since that day, Ian has been at the forefront of the human rights movement for people with disabilities in Vietnam. Providing social services for people with disabilities is not a gift. It's their right. It's the law. In 2005, Ian opened DRD, Center for Disabilities Research, Capacity and Development. She had a very different idea about people with disability than other associations. Most of the program or the center helping people with disabilities, they still use the charity model. But with the charity model, it does not like help people with disability to enhance their capacity. But at DRD, we try to help them to change their mindset first. We help them to recognize that they also a human being with their own values and their own capacity. And they just need the opportunity to develop that capacity. Tính thì lên trên đây thì thấy nó rộng lớn. Thấy mình giống như là mình rơi vào một thế giới khác. Trước kia em rất là rụt rè ở trong cuộc sống, em ít tiếp xúc với mọi người. Có các chị cùng hoàn cảnh với mình nên là chia sẻ những cái kinh nghiệm nào mà các chị đã từng ở dưới quê, đã cũng từng có người giống như hoàn cảnh mình, thì ta chia sẻ động viên an ủi thì mình càng ngày mình càng thấy nó gần hơn nữa. Thì từ hồi tham gia đi đi tới giờ là em có lửa hơn rất là nhiều. Today, DRD has over 3,500 beneficiaries and welcomes new people all the time.
most of the time people with disabilities are isolated, even within their family. So they need someone to listen to their story, to their challenge. So I listen to their story first, and then I can tell them my story. You see, that because Vietnam is different from the US or other developed countries. In the developed countries, they have services to support people with disabilities. But in Vietnam, we don't have the supportive system, but we encourage them to change their life, to do something, not just like accept their destiny. Giống như là ở chương trình DRD có một cái cuộc tập huấn nói yes với tất cả mọi thứ. Say yes có nghĩa là cái gì mình nghĩ được thì mình làm được. The most difficult thing for people with disabilities is accessibility. Very few places or means of transport are accessible to them. So members of DRD are redesigning the city the way they see fit. With the more accessible environment, it will open the door for children with disabilities or people with disabilities going to school or going to employment or what place they want to go to. So it can help to change their life. How about this side? Yeah! Trước mặt thì thật ra cái công trình này là bản đồ tiếp cận của nhóm mình diễn ra. Thì ngoài cái bệnh viện tiên, cái chợ thú, cái nhà hát là... Các bạn đến bệnh viện thì mình không biết là cái ấn tượng đầu tiên của các bạn. Các bạn nhìn thấy là muốn dơ được không phải? Before leaving, each participant puts his or her idea for a better life on the dream tree. We use all kind of approach. We do not only have scholarship, but we also have employment, we have skill training, we also have music. We also have like social activities like events or workshops. Not like the other center, they just work only on one field, like employment only, or scholarship only. So people go to DRD or the clubhouse and they have fun. The greatest accomplishment of Vo Thi Hoàng Yên and DRD has been transforming self-image from dark rooms and the mouths of crocodiles. People with disabilities come to realize their full beauty and potential. I and my colleagues also dream of the center for people with disabilities. You see that we have the cultural house for youth, cultural house for women, cultural house for children, but we don't have the cultural house for people with disabilities. So we dream of that kind of the center. Trời gieo hạt nắng vô tình.